trực tiếp dành cho Timothy Anchebe. Trợ lý Bùi Tuấn Anh, trọng tài chính Nguyễn Văn Đông đã quyết định quyết cờ thi đấu của trận chung quan trọng nhất bên phía Hóa Phát Hà Nội. Có lẽ là số 10 của đội bóng đỏ đã có những lời lẽ không phải với vị trợ lý trọng tài Bùi Tuấn Anh. Hóa Phát Hà Nội lại ở vào thế khó khi chỉ còn lại 10 người trên sân trong phần còn lại của hiệp 2.